Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh bóng đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên đã có kết luận chấn thương của sao Indonesia phải ngồi xe lăn. Nhẹ đến bất ngờ, ai nói văn hậu hủy hoại sự nghiệp đối phương nữa. Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI, nhiều khả năng tiền vệ Ivan Dimas chỉ mất khoảng 3 tuần hồi phục chấn thương gặp phải sau pha va chạm với đoàn văn hậu. Trong trận chung kết SEA Games 30, tiền vệ Ivan Dimas phải rời sân sớm sau tình huống va chạm với hậu vệ đoàn văn hậu. Mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn khi kết thúc trận đấu này, cầu thủ phải ngồi trên xe lăn để nhận huy chương. Chứng kiến điều này, không ít cổ động viên Indonesia đã không giữ được bình tĩnh và tràn vào trang cá nhân của hậu, mắng mỏ cầu thủ sinh năm 99, cố tình triệt hạ hay hủy hoại sự nghiệp Evan Dimas. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI, cầu thủ tài năng của xứ vạn đảo nhiều khả năng chỉ mất khoảng 3 tuần để hồi phục chấn thương. Nếu không phát hiện tổn thương nghiêm trọng thì trải qua quá trình trị liệu Evan Dimas mất khoảng 3 tuần trở lại thi đấu, PSSI dự đoán. Được biết, Evan Dimas bị gặp uh, tổn thương ở mắt cá chân trái. Anh đã được chụp cộng hưởng để xem có bị tổn thương dây chằng hay không. Bên cạnh đó, thì các bác sĩ cũng chụp ít quang để xác định cụ thể mức độ chấn thương. Tôi hy vọng mọi thứ ổn và cậu ấy có thể nhanh chóng hồi phục. Bác sĩ Syarif Anwi của đội tuyển U22 Indonesia chia sẻ. Dự kiến Dimas được điều trị tại bệnh viện Raffles tại thủ đô Jakarta. Anh được chờ đợi để có thể trở lại thi đấu vào đầu năm sau. Evan Dimas là thủ lĩnh nơi tuyến giữa của 22 Indonesia tại SEA Games 30. Tuy nhiên, anh không đóng góp được nhiều trong trận chung kết do rời sân từ quá sớm. Các đồng đội còn lại của Dimas cũng hoàn toàn tắt điện trước đội tuyển Việt Nam và đành chịu thua với tỷ số là 0-3. Báo Indonesia cay cú, Đoàn Văn Hậu chỉ có thể sửa ấm chiếc ghế dự bị ở FC Renvin. Tờ Indosport không hề đánh giá cao khả năng của Hậu được trọng dụng ở SC Renvin. Tối 11 tháng 12, tờ báo Indosport của Indonesia có bài viết so sánh kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu giữa hai cầu thủ trẻ Văn Hậu của Việt Nam và Iki Malana của Indonesia. Theo cây bút Rafif Rahedian, thì dù được đánh giá cao ở Việt Nam, sau khi trở về câu lạc bộ, Văn Hậu khó lòng được trao cơ hội ra sân ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tờ báo Indosport mở đầu bằng đoạn bình luận có ý trách móc pha vào bóng của hậu khiến Ivan Dimas phải rời sân. Tên của đoàn văn hậu đã trở thành một từ khóa nóng bỏng ở Indonesia sau khi hậu vệ này đốn ngã Ivan Dimas trong trận chung kết SEA Games 30. Chính pha vào bóng đó của hậu cuối cùng tạo ra cơn ác mộng trụ 2-2 Indonesia bởi Garuda đã mất đi một tiền vệ sáng tạo khiến chúng ta chịu thua Trung cuộc 0-3. Ở phần sau, cây bút Red Rahedian so sánh về kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu giữa văn hậu và Igi Malana. Tác giả tạo ý không đánh giá cao hậu thậm chí còn cho rằng kinh nghiệm chơi bóng ở châu Âu của hậu tình lệ nghịch với Iggy và Văn Hậu chỉ có thể sửa ấm ghế dự bị ở Hiranvin. Iggy Malana đã được đôn lên đội 1 của câu lạc bộ Legia Ba Lan kể từ mùa 2018-2019. Trong mùa giải đó, anh được trao cơ hội ra sân hai lần ở giải vô địch quốc gia Ba Lan. Ở mùa giải năm 2019, 2020, Iggy Malana tiếp tục được trao cơ hội ra sân một lần nữa ở siêu cúp Ba Lan trong trận đấu gặp và Piaz Gliwice tháng 3-1. Ngoài ra, anh được chơi một trận nữa 45 phút ở giải vô địch quốc gia Ba Lan khi Lechia Gdansk hòa không đều với Wisla Krakow. Kinh nghiệm của Egi trên thực tế tỷ lệ nghịch với văn hậu. Hậu vệ 20 tuổi đến nay chưa có cơ hội xuất hiện trong đội một của Hiranvin. Văn Hậu chỉ có thể sửa ấm chiếc ghế dự bị 7 lần cho đến vòng 16 của giải vô địch quốc gia Lan mùa 2019-2020. Nhưng thật không may, anh ta không được trao cơ hội thi đấu dù chỉ một phút. Bản thân hậu mới chỉ chơi cho U21 Hiranvin 4 trận. Trong 4 trận đó, anh giành được một chiến thắng, một thua, hỏa 2. Vì tuổi đời còn trẻ, Văn Hậu sẽ gặp nhiều khó khăn để cạnh tranh lọt vào đội hình chính của Hiranvin. Hơn nữa anh ta chưa có kinh nghiệm chơi ở châu Âu. Sau khi đưa ra dự đoán nói trên, ở phần cuối, tác giả này đưa ra nhận xét. Ngoài việc so sánh giữa hai cầu thủ, thì tất nhiên đây đều là những niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á. Ít nhất thì cả Iggy lẫn Văn Hậu đều có thể tự hào khi đại diện cho khu vực ASEAN, đầu quân cho một đội bóng ở châu Âu. Văn Hậu sắp tới là quãng thời gian quan trọng của sự nghiệp. Người hùng cũ U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games tự tin vượt qua những thử thách phía trước để sớm được ra sân tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tối 11 tháng 12, U22 Việt Nam có mặt ở Hà Nội. Kết thúc hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games với tấm huy chương vàng lịch sử sau 60 năm chờ đợi. Trong khi đồng đội U22 Việt Nam ăn mừng, hàn huyên với gia đình, thì Văn Hậu trở lại Hà Lan hội quân cùng câu lạc bộ chủ quản SC Renvin. Hậu vệ người Thái Bình có kỳ SEA Games rất thành công khi đóng vai trò người hùng, cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết với Indonesia. Cho biết anh thu được rất nhiều sau gần một tháng thi đấu ở U22 Việt Nam. Điều này giúp hậu tự tin hơn nhiều trong cuộc cạnh tranh suốt đá chính tại Hà Lan sắp tới đây. Kết thúc kỳ SEA Games thành công tốt đẹp, sắp tới là khoảng thời gian quan trọng với sự nghiệp của tôi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Văn hậu chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Đúng như thừa nhận, người hùng trận chung kết gặp U22 Indonesia SEA Games là giải đấu thành công, giúp Văn hậu tự tin trở lại SD Renvin với tâm thế hoàn toàn khác. Màn trình diễn ở SEA Games cũng giúp hậu ghi điểm với đội bóng xứ sở Hoa Tulip và việc cầu thủ người Thái Bình lần đầu được ra sân ở giải vô địch quốc gia Hà Lan chỉ là vấn đề thời gian. Thực tế, sau mỗi trận ra sân ở SEA Games, câu lạc bộ Hiranvin đều gửi lời chúc mừng tới hậu. Đặc biệt sau trận chung kết thắng Indonesia 3-0 với cú đúp đẹp mắt của Văn Hậu, báo chí Hà Lan đã lên cơn sốt với hậu vệ U22 Việt Nam. Cơ hội ra sân của hậu tại Hà Lan trở nên rõ ràng, không chỉ bởi sự trưởng thành của cầu thủ chạy cánh, mà còn từ phát biểu trước đây của huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hiranvin. Huấn luyện viên Johnny Jensen của SC Ranvin cho biết cân nhắc sử dụng hậu trước kỳ nghỉ diễn ra cuối năm nay. Tôi có thể sử dụng hậu trong những trận đấu vào tháng 12. Cũng như nhiều tài năng khác, SC Ranvin có định hướng phát triển hậu. Khi thời gian chín mùi, cậu ấy được trao cơ hội. Tôi tin đây là bước đi đúng đắn của SC Ranvin dành cho hậu. Văn Hậu không tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Điều này khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối nhưng đây cũng là cơ hội để hậu vệ C599 tập trung cho mục tiêu thi đấu tại giải vô địch quốc gia làn. Chuyển sang thông tin khác, báo châu Á viết, U22 Việt Nam ở đẳng cấp khác so với Đông Nam Á. Truyền thông châu Á cho rằng U22 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trước U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 2019. Đồng thời nhấn mạnh, đội bóng do huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt ở cấp độ đẳng cấp khác so với phần còn lại của giải. Được dự báo gặp nhiều khó khăn ở trận chung kết SEA Games 30 trên U22 Indonesia. Tuy nhiên, Việt Nam xuất sắc đánh bại đối thủ tỷ số 3-0. Đội quân của ông Park dễ dàng đánh bại đội bóng xứ vạn đảo như cú đúp của Hậu, phút 39, phút 73 và một bàn thắng của Hùng Dũng, phút 59. Vượt qua U22 Indonesia, Việt Nam vô địch SEA Games 2019 một cách thuyết phục với 7 trận bất bại, thắng 6 hòa 1, ghi 24 bàn thắng chỉ để thùng lưới đúng 4 lần. Sau trận, Fox Sports châu Á hết lời khen ngợi sức mạnh của thầy trò ông Park 6 phút trước khi hiệp một kết thúc, Việt Nam đã có bàn dẫn trước. Từ cú đá phạt của Hùng Dũng, Hậu đã đánh đầu ghi bàn, giúp đội nhà dẫn trước 1-0. Phút 59, Hùng Dũng tỏa sáng với pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm thành bàn, nhờ đôi cách biệt cho Việt Nam. Phút 73, từ cú đá phạt của Hoàng Đức, bóng bị thủ môn Nadio Aguinata đẩy ra tìm đến vị trí của Hậu. Nhờ đó Hậu đã lao vào đệm bóng ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 trụ 22 Việt Nam. U22 Việt Nam có chiến thắng dễ dàng trước U22 Indonesia, qua đó vô địch SEA Games 2019 một cách xứng đáng và vô cùng thuyết phục. Họ rõ ràng ở đẳng cấp khác so với phần còn lại. Trích bài phân tích của Fox Sports châu Á. Huấn luyện viên Park điền tên đình trọng vào danh sách U23 Việt Nam. 28 cầu thủ đã được nhà cầm quân người Hàn Quốc điền tên vào danh sách tập huấn tại Hàn Quốc chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2020. Danh sách này có lực lượng chính là 17 cầu thủ dưới 22 tuổi, vừa giành huy chương vàng SEA Games 30 và bổ sung thêm 11 cái tên khác. Phần lớn trong số cầu thủ được bổ sung là những người từng được triệu tập lên đội U22 trước đây như Trần Danh Trung, nhầm Mạnh Dũng, Nguyễn Trọng Đại. Trung vệ Trần Đinh Trọng cũng có tên trong đợt tập huấn này. Trước đó anh được huấn luyện viên Park Hang Seo đưa vào danh sách sơ bộ dự SEA Games 30, nhưng bị loại khi không kịp hồi phục chấn thương. Ở đợt tập trung này, trung vệ Đặng Văn Tới là cái tên có lần đầu tiên được làm việc với huấn luyện viên Park Hang Seo. Anh dính chấn thương dây chằng và nghỉ gần hết mùa giải 2019, nhưng kịp trở lại ở giai đoạn cuối năm và chơi tốt tại giải U21 quốc tế tổ chức ở Đà Nẵng. Danh sách 28 cầu thủ của U23 Việt Nam đi tập huấn ở Hàn Quốc không có đoàn văn hậu. Ngay sau trận chung kết SEA Games 30, hậu phải trở lại Hà Lan để tiếp tục tập luyện thi đấu cho câu lạc bộ Hironvin. Tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tháng 1 năm 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D với các đối thủ gồm U23 UAE, Jordan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Thầy trò ông Park sẽ gặp U23 UAE ở trận gia quân ngày 10 tháng 1. Huấn luyện viên Park Hang-seo gạch tên Đoàn Văn Hậu trong danh sách chuẩn bị giải U23 châu Á. Trước khi cùng U22 Việt Nam lên chuyến bay trở về Việt Nam, ông Park đã công bố danh sách chuẩn bị hội quân cho vòng chung kết U23 châu Á 2020, trong đó vắng tên người hùng SEA Games Đoàn Văn Hậu. Chiều 11 tháng 12, huấn luyện viên Park công bố danh sách 28 cầu thủ chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020 diễn ra đầu tháng 1 tới ở Thái Lan. Theo đó, nhà cầm quân người Hàn quyết định gạch tên Đoàn Văn Hậu. Trước đó, câu lạc bộ Hiranvin ở giải vô địch Hà Lan cho biết sẽ tạo điều kiện cho Văn Hậu về phục vụ U22 tại SEA Games 2019. Với điều kiện, câu lạc bộ Hà Nội phải trả tiền lương tháng cho cầu thủ trong thời gian vắng mặt ở Hà Lan. Sau đó, Hiranvin lấy lại đoàn Văn Hậu mà không cho phép cầu thủ này dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 vì giải đấu này không thuộc khuôn khổ FIFA Days. Huấn luyện viên Jenny Jensen của Hiranvin cho biết ông có kế hoạch sử dụng hậu ở giai đoạn 2 của mùa giải nên không thể trả cầu thủ trẻ này về để phục vụ U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Chính vì vậy, huấn luyện viên Park buộc lòng phải gạch tên người hùng của trận chung kết SEA Games 2019. Cho bản danh sách 28 cầu thủ được triệu tập, hai gương mặt từng đồng hành cùng với U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 là trung vệ Đình Trọng và tiền vệ Nguyễn Trọng Đại cũng trở lại. U23 Việt Nam lên đường tập huấn tại Hàn Quốc ngày 13 tháng 12, nên các học trò của ông Park sẽ chỉ có 2 ngày chuẩn bị hành trang. Danh sách U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc gồm có thủ môn Y e. Nguyễn Văn Toản, Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Nguyễn Thành Trung, Đặng Văn Tới, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Bùi Tiến Dũng, Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Hùng Thiện Đức, Nguyễn Đức Chiến, Lê Ngọc Bảo, Huỳnh Tấn Sinh. Tiên vệ Trương Văn Thái Quý, Nguyễn Quang Hải, Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng, Trần Bảo Toàn, Dụ Quang Nho, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Hữu Thắng. Tỷ đạo Đức Trinh, Tiến Linh, Nhà Mạnh Dũng, Trần Danh Trung, Nguyễn Trọng Hùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.